Bố em là mất vì nguyên nhân gì? Bố em là vì những cái hoàn cảnh gia đình mà vì lý do ấy là tự tử anh ạ. À, thế là áp lực với gia đình cuộc sống đúng không? Vâng. Cho nên là bố là tự tử. Vâng. Thế là bố là mất được mấy năm rồi? Bố em mất 4 năm rồi ạ. 4 năm rồi? Vâng. Thế thì bố em mất trước hay là mẹ em mất trước? Bố em mất trước ạ. À, nhưng mà sau đó thì sao mẹ em lại cũng bỏ em mà đi? Mẹ em thì đi rừng lấy củi để cắm lợn thì bị tai nạn. À, tai nạn à? Đúng ạ. Bây giờ miếng ăn cũng không đủ mà lo toan cho em nữa, đi học nữa thì em cũng đi, em muốn đi làm lắm nhưng mà vẫn em ở nhà không có ai chăm lo, với lại hoàn cảnh nó cũng không đi được anh ạ. Thế là trước là em có được đi học không? Có. À, em học được hết lớp mấy? Em học hết lớp 5. Ồ, anh trai của Thuận thì tuy rằng là em ấy cũng ở nhà là vẫn rất là nghèo, không có cái gì để mà kiếm ra tiền cả, nhưng mà em ấy vẫn quyết định ở nhà để mà lo cho em gái của mình. Ở đây thì cũng giống như nhà của em Quân vậy đấy các bác. Tiếng ve kêu rất là nhiều. Đây, một cái khung cảnh rất là thiếu đi tiếng của bà con hay là tiếng nói chuyện. Tại vì là một ngôi nhà cũng nằm biệt lập, cách xa với lại bản làng rất là xa. Chỉ có hai anh em là cút cút ở đây thôi. Nhà của mình là mưa có bị dột vào trong nhà không? Có à? Mưa là cũng bị thủng vào trong nhà ấy đúng không? Thế chỗ Thuận ngủ ấy có bị thủng vào trong không? Có. Có à? Ôi dồi ôi. Một đứa trẻ rất là nhỏ như thế này, năm nay mới học lớp 2 thôi. Đấy, như bạn bè cùng trang lứa của mình thì vẫn vô ăn, vô nghĩ, vẫn chưa biết làm cái gì cả. Nhưng mà em ấy khi mà ở với anh trai của mình thì buộc em ấy phải trưởng thành lên. Khi mà ở nhà thì phải biết làm những cái công việc nấu cơm hay làm thức ăn để mà đợi anh trai của mình đi làm về. Thế vay bao nhiêu tiền nữa? Em vay 20 triệu nữa. 20 triệu nữa? Vâng. Ui dồi ôi, thế là bây giờ khoản nợ của em là tính cả bên chính sách ngân hàng nữa. Vay ngoài nữa là lên đến 70 triệu rồi. Hoa Cải Vàng xin mến chào quý bác, quý anh chị. Chào mừng các bác anh chị đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Các bác thân mến, hôm nay thì cháu Trinh cùng với lại bạn đồng hành của cháu Trinh là lên một trên bản ở rất là xa. Thì hôm nay là bắt gặp một cái hoàn cảnh mà cái số phận cũng rất là éo le. Đây, như em nhỏ đang ngồi với lại bạn của cháu Trinh đây. Bạn ấy thì khá là nhút nhát và ít nói, tại vì là chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ bao giờ cả. Thì khi mà lên đến đây thì bạn đồng hành của cháu Trinh cũng ra dù dỗ em ấy được một lúc thì em ấy mới quen. Nhưng bây giờ đang ngồi với lại bạn đồng hành đây các bác. Thế thì em ấy đã bị tổn thương rất là nhiều rồi. Bố mẹ thì mất hết rồi. Đấy, bố là cũng mất cách đây rất là lâu rồi. Sau đó thì người mẹ cũng mất hết. Bây giờ thì em nhỏ này đang ở với anh trai của mình. Đấy, em ấy thì còn rất là nhỏ. Đấy, anh chào em nhé. Em năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 2 à? Bố của em đâu rồi? Mất rồi á? Thế còn mẹ của em đâu? Mất rồi, mẹ cũng mất rồi à? Ui dồi, bố mẹ mất hết. Thế bây giờ em ở với ai? Anh. Anh à? À, em tên gì? Tên Thuận à? Em là năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 2. Lớp 2 à? À, đấy cô bác, nhìn là em ấy thì rất là nhút nhát. Và năm nay thì em ấy mới bắt đầu bước vào lớp 2 thôi. À, lớp 2 thì là năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hả? Bao nhiêu tuổi rồi? Em bao nhiêu tuổi rồi? Thuận đúng không? Đấy, em Thuận là năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả Thuận? Hả? Không nhớ à? Đấy, thì đây cô bác, một đứa nhỏ. Bởi vì nỗi đau về sự mất mát quá lớn, bố mẹ mất hết. Thế là bây giờ Thuận còn có ông bà không? Không. Ông bà cũng mất hết rồi à?
đúng không? Ông bà mất hết rồi hay là đi đâu? Mất. Mất hết rồi. Một đứa trẻ rất là nhút nhát, ở sau trong ở bản làng, ở cách thị trấn rất là xa, cho nên là em ấy bây giờ rất là cần những cái sự hỗ trợ cũng như là sự yêu thương của tất cả mọi người để dần dần em ấy sẽ thích nghi, với lại dần dần là sẽ không còn nhút nhát như bây giờ nữa đấy các bác. Thì cháu Trình cũng hôm nay lên đến với nhà của em và có nói chuyện với lại em khá là nhiều và cũng tìm mọi cách để mà tiếp cận em ấy. Tuy nhiên thì em rất là sợ người lạ vì về cái sự mất mát quá lớn, bố mất, mẹ cũng mất hết rồi. Thế bây giờ là em ở với anh trai đúng không? Đúng. À, ở với anh trai. Khi mà em ấy ở với lại anh trai đấy thì nói cũng chuyện cũng nói khá là nhiều đấy các bác. Tuy nhiên thì gặp người lạ là em ấy nhút nhát như thế này này. Thế thì cũng tiếp xúc được một lúc và nói chuyện nhẹ nhàng với em ấy thì em ấy mới có thể là tiếp cận với lại cháu Trinh cũng như là bạn đồng hành ấy các bác. Còn em trai của bé thì hiện tại vẫn đang đi làm, vẫn chưa về. Xíu nữa thì sẽ đi vào ngôi nhà của em Thuận xem là cái quá trình mà em ấy ở với anh trai như thế nào các bác ạ. Cháu Trinh cũng được bà con giới thiệu thì cũng đã lên đến nhà của em Thuận. Về cái gia đình của em thì ở rất là xa bản làng và nằm biệt lập ở một cái khu rừng đấy các bác. Đường xe đi đến nơi thì không đến nơi và phải đi bộ rất là xa. Đấy, lên đến đây thì gặp em Thuận ở nhà một mình. Qua một thời gian tiếp xúc thì em ấy mới có thể là ngồi vào vòng tay của bạn đồng hành của cháu Trinh. Đấy, thì thế là Thuận là vẫn được đi học chứ đúng không? Đúng. À, thế năm nay là mới bắt đầu bước vào lớp 2 hay là bây giờ đi học lớp 3 rồi? Lớp 2. À, năm nay mới đi lớp 2 à? Thế Thuận đi học là tự đi một mình hay là anh trai đưa đi? Một mình. À, một mình á? Ôi dồi ôi, một đứa em nhỏ như thế này đi bộ một mình, đi có xa không? Xa. Xa à? Thế là mình phải đi xuống dốc à hay là đi lên dốc? Xuống dốc. Ừ. Đấy thì em ấy là hiện tại đang ở với anh trai. Do cái hoàn cảnh như vậy thì em ấy khá là nhút nhát và thiếu đi tình cảm, tình yêu thương của bố mẹ. Cho nên là nhìn mặt của em ấy lúc nào cũng buồn như thế này. Nếu mà dạy dỗ được em ấy từ nhỏ thì sau này lớn lên thì sợ em ấy là sẽ nhút nhát và sẽ dẫn đến tự kỷ đấy các bác. Thế thì hôm nay cũng lên đến đây và muốn là chia sẻ cái hoàn cảnh của em gửi đến tất cả các bác anh chị cùng đồng lòng giúp đỡ. Và cháu Trinh cũng mong muốn là về cái tấm lòng của cháu Trinh dành cho em ấy thì em ấy sẽ dần dần tiếp nhận và sẽ càng ngày càng tự tin hơn nữa. Đấy thì anh là không phải sợ anh đâu nhá. Đấy mấy nữa là anh lên là tối là đi với anh nhá. Đi anh mua quần áo mới cho nhá. Mua quần áo mới, mua dép mới cho. Đấy, thế là đây cô bác mặc những cái đôi dép này. Bây giờ cũng rách hết rồi. Đấy. Những cái bộ quần áo, những cái bộ váy này. Ôi dồi. Tóc còn có cháy. Tóc em là có cháy. Thế hôm nào chị lên chị mua thuốc diệt cháy cho nhá. Để chị mua diệt cho. Đấy. Thì mới con ấy. Đi học là lớp mình có nhiều bạn không? Có. Có bao nhiêu người đấy? Có bao nhiêu bạn? Không biết. Không biết à? À đấy thì may mắn là anh trai của em bé cũng cho em ấy đi học. Đấy, năm nay thì cũng mới bước vào lớp 2 thôi các bác. Còn rất là nhỏ. Để mà em ấy hiểu chuyện thì em ấy vẫn chưa hiểu hết được. Khi là cháu Trình tiếp xúc lần đầu tiên ấy thì em ấy vẫn còn khá là nhút nhát. Cho nên là vẫn chưa thể mà hỏi hết được em ấy được ấy các bác. Rất là mong quý bác anh chị cũng thông cảm và hiểu cho em bé. Bây giờ mới chỉ học lớp 2 thôi, vẫn còn rất là nhỏ.
Thế thì khả năng là được mới được 7-8 tuổi thôi các bác ạ. Anh nhìn dáng người rất là nhỏ con. Thì anh trai của em đang đi làm rồi, thì có một mình em ấy tự ở nhà thôi, cho nên là thấy người lạ là em ấy khá là nhút nhát và rất là khó để mà tiếp cận được ấy các bác. Không sợ đâu nhá. À, Thuận là ở nhà là thế. Thuận biết nấu cơm chưa? Biết. Biết rồi à? À, thế thì tí xíu nữa là nấu cơm cho anh chị ăn cùng nhá, được không? Dạ. À đấy. Bây giờ thì cháu Trình sẽ ở đây một lúc để mà đợi anh trai của Thuận về. À đây cô bác ạ, trong lúc đang đợi anh trai của Thuận về thì cháu Trình cùng với lại bạn đồng hành có gọi em Thuận ra đây để mà rửa mặt mũi cho em ấy, rửa chân tay nữa các bác. Tại vì em ấy còn khá là nhỏ thì lúc là về cái phần vệ sinh ấy thì em ấy vẫn chưa nhận thức được và vẫn chưa biết tự mà sinh hoạt cho làm thế nào cho sạch sẽ đấy. Đấy, bây giờ là cho chị rửa mặt cho nhá. À. Thế Thuận là ở nhà là hàng ngày là tắm ở đây à Thuận? Ui dồi ôi, nước ở đây lạnh lắm nhờ. Thế là tối có tắm nước nóng hay là tắm nước lạnh đấy Thuận? Ui, tắm nước lạnh luôn này các bác. Rất là mong quý bác anh chị thông cảm. Tại vì cháu Trình thì không có mic để mà cầm theo để mà ghi hình đấy. Thì nhiều lúc là nói chuyện với lại các em nhỏ là các em nhỏ hay rụt rè, nói khá là nhỏ. Ui ui, cẩn thận nhá. Ui dồi ôi. Đấy, hết xà phòng rồi à Thuận? Hết chưa? Đâu, để đâu? À, dầu gội á? Dầu gội gói này hết rồi. À, thôi rửa tay. Lần sau anh lên thì anh mua lên cho nhá. Hôm nay thì anh ấy không biết là em ở nhà đấy. Đấy thì cũng cháu Trình là tìm khá là lâu thì mới gặp nhà của Thuận đấy cô bác. Đấy, một em nhỏ, rất là nhỏ như thế này thì em ấy tự ở nhà và làm những cái công việc cũng rất là vất vả. Thì hiện tại là cũng cháu Trình là gần như là tìm mọi cách để mà tiếp cận với em ấy đấy các bác. Tại vì em ấy khá là rụt rè và nhút nhát khi mà chưa quen ấy. Nếu mà nói chuyện quen với em ấy rồi thì em ấy rất là nói khá là nhiều đấy các bác ạ. Một đứa nhỏ cũng rất là đáng yêu này. Đấy. Ui, tay đi đâu mà chảy máu thế này đi. Hả? Nghỉ cái gì mà ngã à? Ngã có phải ngã không? Không à? Rửa đi. Đấy, Thuận là tự lấy tay rửa mặt nhá bây giờ ấy. Nhá. Cái này hay là em đi lấy cỏ thôi, em không máu ra à? Có biết cắt cỏ chưa? Cái này này. Biết rồi á? Cái này là đi cắt cỏ, không máu ra à? Có đúng không? Ừ. Cái ngôi nhà của em Thuận đấy của bác thì đây là cái chỗ mà để em ấy sinh hoạt tắm rửa hàng ngày, lấy nước nấu cơm. Thì cũng chỉ có một cái nồi to để như thế này để mà lấy nước sinh hoạt đấy các bác. Được chưa? Ra đây xem nào. Sạch chưa? Sạch chưa? Đấy, buộc tóc gọn gàng vào. Mấy nữa là mua cái kẹp lên cho nữa nhở. Đấy, đâu, anh xem có cháy không? Xem có còn cháy nào. Có nhiều trứng lắm nhở. Ui, mấy nữa là mua thuốc lên cho nhá. Có trứng cháy này các bác. Thì mua thuốc về xem. Có ngứa không? Ngứa. Ngứa? À, tối ngủ là ngứa đúng không? À, có cháy là ngứa này các bác. Đấy. À, thế Thuận cho anh hỏi là anh trai của Thuận đâu rồi? Đi làm chưa về. À, đi làm chưa về à? Anh trai tên là gì nhỉ? Hưng. Hưng á? À, anh Hưng à? Dạ. À, thế anh ở nhà có yêu thương mình không? Yêu. Yêu à? Đấy, có một người anh trai thì hiện tại là anh đi làm vẫn chưa về. Thế là tối anh trai mới về à? Dạ. Bây giờ chắc sắp về rồi đấy nhỉ? Đúng. Hôm nay anh trai đi làm có xa không? Xa á? Bây giờ sẽ đợi một lúc xem là anh trai của em Thuận có về không.
thì sẽ nói chuyện với lại anh trai một chút. Tại vì em Thuận thì còn rất là nhỏ như thế này, nhiều lúc là tâm sự với em ấy cũng khó đấy các bác. Tại vì là vẫn chưa thể mà tiếp xúc làm quen được với em ấy. Em ấy vẫn còn khá là ngại, như thế này là quá là giỏi rồi các bác. Ngứa à? Ngứa à? Đâu, anh xem nào. Đâu, quay lưng ra cho anh xem nào. Ngứa này. Ừ, hay là bị con sâu nó bao vào nhỉ? Đi về lấy nước rửa đi. Áo mới nhá, sợ con sâu nó đi. Có áo mới không? À, hay là tí xíu nữa tắm xong thì thay sau nhỉ. Tí xíu nữa tắm xong đấy. À, thưa các bác, là hiện tại thì cháu Trinh cùng với lại bạn đồng hành đang theo chân của em Thuận là đi tìm anh. Đấy, anh là làm ở đâu đấy hả Thuận? À, trên kia. À, trên kia. Thế là bây giờ đi gọi anh về nhà đúng không? Đúng. Ừ. Anh đi làm ruộng à? Hay là đi đâu làm gì? Làm ruộng. À, làm ruộng à? Đâu, đi đi đi. Thế thì đi xem nào, anh làm ở đâu? Đấy, có một người anh thì đang đi làm đấy. Thì em Thuận ra đây để mà gọi anh. Thì cháu Trinh cũng muốn lên xem là anh trai của Thuận là như thế nào, người như thế nào đấy các bác. À, anh trai là ở đây à Thuận? À, đây các bác. Thấy có một em đang làm ruộng ở đây này. Đấy, Thuận ra đây đi. Ra đây đi. Đây là anh đúng không? À, đấy. Anh chào em nhá. À, đang làm ruộng à em? Vâng ạ. Ôi dồi ôi. Em là anh trai của Thuận đúng không? Vâng ạ. À, thế bây giờ nghỉ tay một chút, ngồi đây để anh... hôm nay là cũng lên thăm em ấy. Vâng. Thì cũng muốn là trò chuyện với em một chút nhé. Vâng. Rồi. Đấy, bây giờ thì cũng hơn 4 giờ rồi các bác. Thì cũng lên đến đây và gặp anh trai của Thuận là đang làm ruộng ở đây. Đấy ha. Thôi em ra đây ngồi đi. Ngồi ở đây xong là nói chuyện một chút. Đấy. Thuận là ngồi với anh đi. Đấy là hôm nay là lên gặp cả hai anh em rồi. Đấy, đi ngồi với anh đi. Đấy, Thuận thì ở với anh là rất là ngoan các bác ạ. Khi mà ở gần anh thì không còn cảm giác sợ hãi nữa. Đấy. Em cho anh hỏi một chút là thế là em tên gì nhỉ? Em tên là Hưng. Hưng à? Vâng ạ. À, năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 22 rồi ạ. 22 tuổi à? Vâng ạ. Thế thì anh cũng được biết về cái gia đình của mình ấy sơ qua. À, bây giờ bố mẹ của em là mất hết rồi đúng không? Vâng ạ. À, thế bây giờ là em là đang ở với lại em gái đúng không? Vâng ạ. Là hai anh em tự ở với nhau thôi à? Vâng ạ. Ừ. Thế thì về cái nguyên nhân mà bố mẹ mất ấy, thì anh cũng muốn là tuy rằng đây là cái vấn đề mà nỗi đau của em ấy, thì anh cũng muốn hỏi một chút. Xin phép em hỏi về bố mẹ em một chút nhé. Vâng ạ. Thế thì... bố em là mất vì nguyên nhân gì? Bố em là vì những cái hoàn cảnh gia đình mà vì lý do đấy là tự tử anh ạ. À, thế là áp lực về gia đình, cuộc sống đúng không? Vâng ạ. Cho nên là bố là tự tử. Vâng ạ. Thế là bố là mất được mấy năm rồi? Bố em mất 4 năm rồi ạ. 4 năm rồi? Vâng ạ. Thế thì bố em mất trước hay là mẹ em mất trước? Bố em mất trước ạ. À, nhưng mà sau đó thì sao mẹ em lại... cũng bỏ em mà đi. Mẹ em thì đi rừng lấy củi với cám lợn thì bị tai nạn. À, tai nạn à? Đi vào rừng lấy củi là bị tai nạn. Vâng. Xong là không qua khỏi à? Hay là? Vâng ạ, không qua khỏi được. Hồi đó em có đưa vào viện cấp cứu nhưng mà không qua khỏi được. Đấy. Thì cô bác ạ, về cái hoàn cảnh của em thì cũng rất là đau lòng đấy các bác. Bố là vì cái hoàn cảnh gia đình và áp lực về cuộc sống quá không chịu được thì tự tử. Mẹ thì đi vào rừng lấy củi. Là đi lấy củi đi bán à? Vâng anh ạ. Đi lấy củi đi bán xong thì không may bị tai nạn, xong là mất luôn. Vâng. Để lại hai anh em tự nương tựa vào nhau như thế này này. Ui. Sao anh thấy bây giờ vẫn còn làm ruộng đấy? Vâng ạ. Bọn em bây giờ ruộng nó hạn hán quá, cũng không
chưa làm được anh ạ, chưa cấy. Ôi dồi, anh thấy ở đây khô cạn, chả thấy một giọt nước nào ấy nhở. Thế nhà em cấy được tí nào chưa? Nhà em chưa. Chưa cấy được tí nào? Vâng ạ. Ôi dồi. Bây giờ miếng ăn cũng không đủ mà lo toan cho em nữa, đi học nữa thì em cũng đi, em muốn đi làm lắm nhưng mà vẫn em ở nhà không có ai chăm lo, với lại hoàn cảnh nó cũng không đi được anh ạ. Đấy thì vì cái lý do mà còn có em gái ở nhà nữa. Vâng ạ. Thì em gái là bây giờ còn được đi học không? Có anh ạ. Năm nay là lớp mấy rồi? Lớp 2 anh ạ. Lớp 2. Chuẩn bị vào lớp 2 ạ. Thế thì cái đợt mà bố mẹ mất ấy thì khả năng là em ý vẫn chưa biết gì đâu đúng không? Vâng ạ. Tập cấp bênh mà đi thôi ạ. Vẫn chưa đi, chưa vững. Thế là hàng ngày là em vẫn là người mà đưa em ấy đi học? Vâng ạ. Ôi dồi ôi. Thì cũng một người anh trai rất là tốt khi mà hoàn cảnh gia đình như thế. Miếng ăn manh áo không đủ nhưng mà vẫn lo cho em gái là đi học. Và em ấy có chia sẻ là cũng muốn đi làm thuê để mà có thể kiếm được tiền đấy, nhưng mà bây giờ còn có đứa em gái ở nhà, thì nếu mà em ấy đi làm rồi thì em gái là không biết ở với ai cả. Thế anh thấy là thích ngôi nhà này là từ đời bố mẹ là ở đây rồi à? Vâng ạ. Anh thấy là ở đây cũng không có nhà nào ở gần cả đúng không? Vâng ạ. Nếu mà em đi làm thì để em gái ở nhà một mình thì cũng không yên tâm. Vâng. Cũng rất là khó khăn. Ở đây thì thế cái chỗ nhà mình không có đường xe đi đến ra đến đây à? Không có anh ạ. Ôi dồi ôi, vừa rồi là anh đi ra đến đây đấy thì vâng, anh phải đi bộ một đoạn rất là xa thì mới đến nhà em đấy. Vâng ạ. Và cũng hỏi người dân xung quanh đây thì vừa đi vừa hỏi thì mới tìm ra đến đây, thì gặp có em gái ở nhà thôi. Vâng. Còn em này thì đang đi làm đấy. Em Thuận, em gái của em ấy, là năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Được 8 tuổi anh ạ. 8 tuổi. Vâng. Thế ở nhà là có hay có nói nhiều không? Có. Có à? Bình thường ở với em thì nói nhiều. Gặp các anh người lạ chắc là cũng không bắt chuyện mà. Vâng, khả năng là người lạ nên là em ấy vẫn còn là khá là rụt rè. Vâng. Nhút nhát đấy quá, cho nên là vẫn chưa tiếp cận được. Mong rằng là mấy nữa đây, nếu mà được các bác ủng hộ, các bác yêu thương đến với hai anh em thì trò trình sẽ cố gắng để mà làm em ấy sẽ tự tin, và để xem là khi mà em ấy quen rồi thì em ấy có nói nhiều không các bác ạ. Đấy. Thế là em cũng là người dân tộc Nùng đúng không? Vâng, em người Nùng ạ. Cũng là người Nùng. Ui dồi ôi, thế thì đến bây giờ vẫn chưa trồng được một tí lúa nào à? Vâng ạ. Ui dồi ôi, vẫn chưa trồng, vẫn chưa cấy được. Vâng. Đấy, người ta là bây giờ lúa là cấy hết cũng gần được một tháng rồi. Vâng. Mà nhà em bây giờ vẫn chưa cày được tí nào, vẫn chưa có nước để mà làm này cô bác, rất là khô này. Đấy, đang ra đây để làm một chút ở đây này. Ui dồi ôi. Thế ở khu này là cũng thiếu nước lắm à? Vâng ạ. Nước sinh hoạt có khi có ngày còn phải, bây giờ nó khô hạn hán nhiều, không còn không có nước sinh hoạt. Ôi trời ơi, rất là vất vả. Người dân ở đây ấy chủ yếu là chỉ biết dựa vào những cái mảnh ruộng đấy để mà có thể canh tác làm thôi các bác. Như hạn hán như thế này thì em ấy cũng chẳng biết làm như thế nào để mà có thể phát triển được cả đấy. Và bây giờ cái vướng mắc của em ấy là có đứa em gái đấy, em ấy phải nuôi một đứa em gái như thế này thì em ấy cũng không thể mà đi làm được. Thế là trước là em có được đi học không? Có. Em học hết lớp mấy? Em học hết lớp 5. Hết lớp 5. Vâng. Ôi dồi, hết lớp 5 mà thấy anh thấy là cũng giao tiếp rất là giỏi. Vâng. Đấy. Thì em ấy cũng vì cái điều kiện, vì gia đình bố mẹ mất hết thì cũng chỉ học được đến lớp 5 thôi. Ôi thế là ông bà của em là cũng mất hết rồi à? Vâng, ông bà của em mất hết ạ. Ông bà là mất hết bố mẹ hay là mất sau? Mất trước ạ. Mất trước bố mẹ rồi. Vâng ạ. Ôi dồi ôi. Bây giờ là chỉ có hai anh em tự nương tựa vào nhau thôi. Em gái thì ở nhà ở với anh trai đấy, thì cũng anh trai bảo là nói khá là nhiều đấy, nhưng mà khả năng là ngại cháu Trình như các bác, người lạ nữa thì em ấy vẫn chưa quen. Thì khả năng là phải mất vài thời gian nữa thì em ấy mới quen được. Thế thì em như
như em Thuận ở nhà đấy thì vẫn còn khá nhỏ như thế này thì em ấy đã biết làm những cái công việc gì chưa? Biết giặt rú thì nhiều khi em cho em giặt rú với lại nấu cơm nữa. À. Em cũng không, nhiều khi em đi làm cũng không ấy được. À, thế là ở nhà cũng biết nấu cơm, vâng, biết giặt rú rồi. Vâng ạ. Ôi dồi ôi, em rất là giỏi. Đấy. Đấy, thế thì xíu nữa thì khi mà về nhà đấy thì anh sẽ nói chuyện với em một lúc sau. Thì vâng, bây giờ em cứ làm đi. Vâng. Xong thì anh với lại Thuận về nhà trước nhá. Vâng ạ. Rồi. Đây cô bác ạ, à, đây là anh trai của em Thuận. Thì em ấy năm nay cũng được 22 tuổi rồi. Tuy nhiên thì về cái cuộc sống, về cái gia đình của em ấy, bố mẹ đều bố mẹ của em ấy là mất hết rồi. Bây giờ em ấy ở với lại em gái. Thì trách nhiệm của em ấy như là một người bố, một người mẹ. Đấy, vừa trong vai người bố, vừa trong vai người mẹ, vừa là một người anh để dạy dỗ em gái của mình. Chứng tỏ em ấy cũng là một người rất là thương yêu em gái. Nếu như mà người khác ấy thì khả năng là còn bỏ em gái của mình để mà sẽ đi làm lo cho cái tương lai của mình đấy. Tuy nhiên thì em ấy rất là thương yêu em gái của mình, vẫn còn ở nhà gắn bó với lại những thửa ruộng. Năm nay thì gặp hạn hán rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa cấy được xíu nào cả. Em Thuận thì vẫn còn rất là nhỏ, cho nên là em ấy không yên tâm bỏ mặc em Thuận ở nhà một mình để mà đi làm thuê. Như rất là nhiều hoàn cảnh mà cháu Trinh cũng đã chia sẻ, cũng như là có rất là nhiều trường hợp bỏ con của mình đi. Đấy, mặc dù là máu mủ của mình nhưng mà vẫn rất là vô tâm bỏ con, bỏ cái của mình đi để mà tìm hạnh phúc mới. Nhưng về phía anh trai của Thuận thì tuy rằng là em ấy cũng ở nhà là vẫn rất là nghèo, không có cái gì để mà kiếm ra tiền cả. Nhưng mà em ấy vẫn quyết định ở nhà để mà lo cho em gái của mình. Nhà của Thuận là ở đây à Thuận? À, đấy bây giờ thì cháu Trình cùng với lại em Thuận sẽ về nhà để mà xem em ấy nấu cơm đợi anh trai của mình như thế nào các bác. Đấy, đây là cái ngôi nhà của em Thuận này. Đấy, từ khi mà bố mẹ mất hết rồi thì có để lại một cái căn nhà cũng rất là sọc sạch như thế này để cho hai anh em Thuận ở trong cái ngôi nhà như này của bác. Cháu Trình cũng xin phép ghi hình cái ngôi nhà của em Thuận gửi đến cho tất cả của bác anh chị. Đây là một ngôi nhà cũng làm từ rất là lâu rồi, từ thời của bố mẹ em Thuận rồi, ở nằm biệt lập trong một cái khu rừng như thế này này các bác. Xung quanh thì ngoài những cái thửa ruộng bậc thang ra thì chẳng có một cái bóng nhà nào ở bên cạnh cả, xung quanh cả. Chỉ có hai anh em là cô Cút và nương tựa vào nhau sống trong một cái ngôi nhà như thế này thôi cô bác. Ở đây cô bác ạ, đây là cái không gian bên trong nhà của
hai anh em Thuận. Bên trong thì cũng không có cái đồ đạc gì mà giá trị cả. Một ngôi nhà cũng xuống cấp rất là nhiều rồi các bác. Đấy, nhà cũng trồng được một ít lúa và thóc thì cũng gần hết rồi. Vấn đề ở đây này các bác, ở bên trong nhà thì một cái bàn thờ cũng chẳng có nổi một tấm hình của bố, mẹ, hai em cả. Với lại là ông bà cũng không có. Thế là Thuận là hàng ngày là chỗ ngủ của Thuận là ở đâu đấy hả Thuận? À đâu, đưa anh đi xem nào. Đâu? Ở đây á? Thế là Thuận là ngủ đây đúng không? Đây cô mát, một cái buồng ngủ ở trong này cũng khá là bừa bộn này. Bên trong thì có rất là nhiều cái bát, cái chai. Sau khi mà làm đám tang cho mẹ, cho bố của hai em ấy thì những cái đồ như thế này là có rất là nhiều, như là chai này, bát này thì sẽ lấy để ở đây. Và em Thuận thì ngủ ở đây. Còn phía bên này thì là cái gian bếp của em Thuận này. Hằng ngày thì ngồi đây của bác khả năng là ăn cơm với lại ớt này, cũng chả thấy có rau gì cả. Cái không gian bếp em Thuận hầu như là em ấy tự ở trong ngôi nhà như thế này này, tại vì anh trai của Thuận ấy thì hàng ngày phải đi làm ruộng, còn là em Thuận thì sẽ ở nhà làm những cái công việc ở trong nhà, như là nấu cơm này, giặt giũ ở nhà đấy. Ở đây các bác ạ, hiện tại thì em Thuận sẽ ở đi nấu cơm để mà đợi anh trai của mình đây các bác. Đây, em ấy thì năm nay 8 tuổi, cũng những cái công việc như là nấu cơm thì em ấy cũng biết làm rồi. Cháu Trình sẽ không can thiệp vào cái quá trình mà em ấy nấu cơm, sẽ ghi hình lại cho quý bác anh chị cùng xem là em ấy ở nhà khi mà không có bố mẹ. Đấy, ở nhà với anh trai thì em ấy sẽ làm được những cái công việc gì để mà đợi anh trai của bác nhé. Thế là hàng ngày là Thuận là tự nấu cơm hả Thuận? À, ui nước là lấy để cái can này về à? Nước thì cũng lấy rất là khó. Nước làm ruộng còn không có cơ các bác. Và nước uống thì cũng dẫn từ rất là xa xuống. Và ở tít ngoài kia thì mới có để mà xách về được một can nhỏ nhỏ thế này về nhà để nấu cơm. Ở đây thì cũng giống như nhà của em Quân vậy đấy các bác. Tiếng ve kêu rất là nhiều. Đấy, một cái khung cảnh rất là thiếu đi tiếng của bà con hay là tiếng nói chuyện, tại vì là một ngôi nhà cũng nằm biệt lập, cách xa với lại bản làng rất là xa, chỉ có hai anh em là côi cút ở đây thôi, cho nên là em Thuận bây giờ là em ấy rất là tự ti khi mà gặp người lạ thế các bác. Nước là lấy từng can như thế này này để mà về nhà sinh hoạt đấy các bác. Đấy, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi thôi, nhưng mà những cái công việc nấu cơm, bếp núc như thế này là được em ấy làm rất là thuần thục này, rất là giỏi, chuyên nghiệp này các bác. Thế là cái này ai dạy mình làm đấy hả Thuận? Anh trai à? Hay là mình tự biết làm? À, anh á? À, anh trai dạy này. Thế hôm nay có rau gì không? Không có á? Ôi dồi ôi, không có rau gì các bác. Biết là sẽ ăn cơm với lại cái gì đây? Thank you.
khi mà nấu cơm bằng bếp củi đấy các bác thì cũng đòi hỏi là phải có kinh nghiệm thì mới có thể làm được. Đấy, về nhóm bếp này, xong là lấy củi về nhóm bếp. Đấy, khả năng là em ấy đang đi lấy củi về nhóm bếp đây. À, cháu Trình thấy là cũng lấy được khá là nhiều củi đây. Nhà sàn đấy các bác thì hầu như là làm một ngôi nhà sàn như thế này, tuy rằng là to đấy nhưng mà bên trong nó cũng chẳng có gì đâu các bác, rất là sộc sạch và xuống cấp rất là nhiều rồi. Những cái ngôi nhà sàn như thế này thì cái hồi mà bố mẹ của hai em còn sống đấy thì sẽ nhờ bà con đi vào rừng chặt cây về để mà cùng nhau dựng lên một cái ngôi nhà như thế này. Thì chủ yếu là tốn công thôi, cũng chẳng mất bao nhiêu tiền đâu các bác, làm một nhà sàn ở trên một cao như này đấy. Bây giờ thì ngôi nhà cũng đã xuống cấp rất là nhiều rồi. Đấy, khả năng là không biết là khi mà trời mưa đấy thì mưa có bị dột vào trong nhà không? Nhà của mình là mưa có bị dột vào trong nhà không? Có. Có. Ừ, mưa là cũng bị thủng vào trong nhà ấy đúng không? Thế chỗ Thuận ngủ ấy có bị thủng vào trong không? Có. Có à? Ôi dồi ôi. Đấy, rất là giỏi luôn này các bác, một em nhỏ. Thì bây giờ cháu Trinh cảm thấy là em ấy hết tự tin hơn rất là nhiều rồi. Lúc đầu ấy khi mà nói chuyện với em ấy thì phải ôm em ấy vào lòng. Đấy, thì em ấy mới có thể mà nói chuyện tiếp xúc được. Bây giờ là em ấy tự tin rất là nhiều rồi. Đấy, những cái công việc hàng ngày của em ấy này làm rất là giỏi, rất là chuyên nghiệp. Thuận ở nhà một mình như thế này có sợ không? Không á? Đây là... Nhưng mà vẫn sợ anh đúng không? Hả? Lúc đầu là sợ anh đúng không? À, thấy người lạ là cũng sợ đấy chứ, không phải là không sợ đâu. Tuy nhiên là em ấy mạnh mẽ đấy. Sợ thì không nói chuyện thôi, chứ vẫn không khóc hay là không chạy đi đâu cả. Những lúc nói chuyện với em ấy là rất là khó để mà tiếp xúc. Thì em ấy nhiều khi là em ấy không phân biệt được đâu là người tốt, đâu là người xấu. Đấy, thì dần dần thì em ấy mới quen và có thể tiếp xúc nói chuyện được nhiều hơn thôi các bác. Còn đoạn là nhóm bếp củi của em Thuận đây. Một đứa nhỏ như thế này này các bác, nhìn cái khung cảnh này thì thực sự là rất là đáng thương luôn. Bằng tuổi như em như thế này thì nếu như mà bạn bè của em ấy thì làm sao mà biết làm những cái công việc như thế này được và biết suy nghĩ như em ấy. Nếu mà không định hướng cho em ấy và không bù đắp về mặt tinh thần cho em ấy thì sợ là sau này lớn lên thì em ấy cũng như là bạn xăm kính hiện tại đấy các bác, nhìn mặt lúc nào cũng buồn và thờ ơ. Đấy, hôm nay là lên bất ngờ đấy các bác, cho nên là chẳng mua được quà gì lên cho em Thuận cả. Cũng rất là thấy ấy nấy, tại vì cũng chỉ lên bàn để có thể là tìm hoàn cảnh ấy. Cũng qua nhà của ông cụ xong thì thấy vẫn còn sớm thì ghé qua bàn này để mà có thể đi vào trong bản xem là cuộc sống ở đây như thế nào. Thì vô tình là gặp nhà của em Thuận.
Đấy, sau một hồi thì cũng đã nhóm xong được cả bếp củi rồi các bác. Đấy, hiện tại thì em Thuận đang đi rửa bát này các bác. Ôi dồi ôi, cái nguồn nước sinh hoạt của nhà em Thuận ấy thì cũng ở khá là xa đấy các bác, không ở gần nhà. Ôi thế hàng ngày là phải đi ra tận đây để rửa bát à Thuận? Ôi dồi ôi, cái chỗ mà sinh hoạt thì cũng chẳng có một cái bể hay là một cái tách gì để mà đựng nước cả. Để trong một cái nồi như thế này này các bác. Đấy, đấy là ngôi nhà của em này. Ui da, giỏi thế nhỉ. Đấy, biết rửa bát ở nhà giúp đỡ anh. Nước này có lấy xa không hả Thuận? Đấy, ở tận đâu về đấy? Tận trên kia à? Ôi nhưng mà ở nguồn nó cũng không có nhiều, chỉ có từng này thôi à? Tối là Thuận tắm nước lạnh luôn á. Lần sau đun nước nóng tắm mới không lạnh chứ nhờ. Tối là lạnh lắm ấy ở đây ấy nhờ. Thuận sắp được đi học chưa? À sắp rồi à? Tháng mấy nhờ? Tháng mấy đi học nhỉ? Là tháng 8. Tháng 8 ấy các bác. Là được đi học rồi. Đây thì cũng vào tháng 8 là các em nhỏ sẽ được đi tập trung các bác ạ. Cũng không biết là chính xác là ngày bao nhiêu thì các em mới đi học chính thức. Đấy, anh trai thì hầu như là đi làm đến tối mới về. Thì những cái công việc ở nhà thì em gái, em Thuận là tự làm hết này các bác. Rửa bát, nấu cơm. Đấy. Có thể là em ấy thì không chuyên nghiệp như là người lớn được, nhưng mà làm được như thế này thì cũng rất là giỏi rồi các bác. Đấy, những cái bát thì em ấy rửa xong thì em ấy để vào luôn cái nồi trên kia. Nếu mà những người lớn thì sẽ để ra ngoài và múc nước ra rửa. Nhưng mà cái nồi đấy thì rửa xong có thể đổ nước cái nồi đấy ra cũng được. Tại vì cái nồi đấy khá là bé. Đấy thì em ấy làm theo cách của em ấy là như vậy. Và đấy thì em ấy sẽ dần dần thôi. Lần đầu tiên là em ấy sẽ làm như thế này. Thì cháu Trình sẽ lần sau sẽ chỉ em ấy đi làm đúng cách và làm cách nào để sẽ sạch sẽ và tiện lợi hơn đấy các bác. Một đứa nhỏ như thế này mà biết làm như thế này thì cũng rất là giỏi rồi, chứ không còn cái điểm gì để mà chê nữa đâu các bác. Thuận là có nhớ bố mẹ của mình không? Nhớ à? Có muốn có bố mẹ không? Thế có bao giờ nằm mơ thấy bố mẹ của mình không? Không á? Nhưng mà bây giờ Thuận có còn biết mặt của bố mình không đấy? Biết. Biết á? Biết có ảnh không? Có ảnh của bố không? Có. Có à? À xem ảnh thì mới biết đấy đúng không? À đấy, có biết ảnh của bố đấy các bác. Xem ảnh là biết. Khi mà đồng thời cả bố cả mẹ em ấy đều mất hết rồi thì cái cuộc sống của em sẽ rất là vất vả và khó khăn, và những cái nỗi buồn trên mặt của em ấy thì sẽ phải có thời gian thì em ấy mới có thể vượt qua được đấy các bác. Đấy, đổ ra xong là rửa qua cái nồi, sau đó thì lại tiếp tục đựng nước các bác ạ. Đấy, một cái nồi như thế này thì để đựng nước sinh hoạt cho cả hai
anh em. Đấy, làm rất là giỏi luôn. Sau này lớn lên là chắc là có nhiều người muốn lấy làm vợ lắm ấy nhờ. Rất là chăm chỉ, rất là giỏi này. Đấy, để mà nhanh như người lớn thì không thể mà nhanh được rồi. Thì em ấy làm sẽ càng ngày càng nhanh lên thôi. Bây giờ em ấy còn nhỏ thì em ấy sẽ làm từ từ, chứ không thể mà nhanh được như người lớn được đâu các bác. Để gặp những cái hoàn cảnh như thế này thì cháu Trinh rất là thương và rất là nể phục các em nhỏ. Có tí tuổi đầu thôi nhưng mà các em đã phải lo toan cho cuộc sống của mình và buộc phải trưởng thành trước cái độ tuổi của mình rất là nhiều. Bao nhiêu những cái nỗi buồn thì các em cũng chỉ biết là để trong lòng thôi. Đây là người đi thực hiện chương trình thì khi mà gặp những cái hoàn cảnh như thế này thì cháu Trinh cũng chỉ mong sao là có thể kết nối được các em đến với các bác, các mạnh thường quân, làm sao để cho các em tự tin hơn về cái cuộc sống của mình và sẽ đủ cơm ăn áo mặc, được đi học bằng bạn bằng bè đấy quá. Đấy, vừa rồi thì em Thuận cũng đã nấu xong cơm rồi các bác ạ. Bây giờ thì em ấy sẽ làm rau. Đấy, hôm nay thì em ấy có nhặt được một ít rau muống đấy các bác. Thì em ấy sẽ xào rau muống để mà ăn, làm bữa rau hôm nay của em ấy đấy các bác. Một đứa trẻ rất là nhỏ như thế này, năm nay mới học lớp 2 thôi. Đấy, như bạn bè cùng trang lứa của mình thì vẫn vô ăn, vô nghĩ. Đấy, vẫn chưa biết làm cái gì cả. Nhưng mà em ấy khi mà ở với anh trai của mình thì buộc em ấy phải trưởng thành lên. Đấy, khi mà ở nhà thì phải biết làm những cái công việc nấu cơm, đấy, làm thức ăn để mà đợi anh trai của mình đi làm về. Đấy, hai anh em ngồi ăn cơm đi. Đấy, vừa rồi thì anh trai của Thuận cũng đi làm về rồi đấy các bác. Em Thuận là cũng nấu xong cơm rồi. Hôm nay thì chỉ có món rau muống thôi. Để hai anh em ngồi ăn cơm thôi này các bác. Ôi dồi ôi, thế là nhà em vẫn chưa trồng được một tí
lúa nào đâu đúng không? Vâng. Ôi dồi. Thế là bây giờ phải đợi nước xong là mưa thì mới có thể làm được đấy đúng không? Vâng. À, thế thì trong cái quá trình mà làm đám tang cho bố mẹ của em ấy, và khi mà bố mẹ em mất ấy thì cũng phải mất khá là nhiều tiền ấy, thì không biết là khi mà bố mẹ của em không còn nữa thì có để lại cái khoản nợ nào mà không trả không? Có. Có. Vâng. Thế là nợ ở đâu? Em nợ chính sách ạ. À, nợ chính sách. Vâng. Là nợ bao nhiêu tiền? Em nợ 50 triệu. 50 triệu bên chính sách? Vâng. Ồ, thế là bây giờ ai sẽ là người giả? Em ạ. Em là người giả? Vâng. Thế là bây giờ đứng tên em à? Vâng. Ôi dồi ôi, 50 triệu. Vâng. Thế thì em giả được tí nào chưa? Em chưa. Chưa giả được tí nào? Vâng. Ừ, rồi đùng một cái thì khi mà bố mẹ của em mất hết rồi đấy, trong cái quá trình mà làm đám tang cho bố mẹ của em thì em có đi vay mượn ở đâu về làm nữa không? Có ạ. Không có. Em có vay mượn là cô cậu với lại các bác ạ. À, thế vay bao nhiêu tiền nữa? Em vay hết 20 triệu nữa. 20 triệu nữa? Vâng. Ui dồi ôi, thế là bây giờ khoản nợ của em là tính cả bên chính sách ngân hàng nữa, vay ngoài nữa là lên đến 70 triệu rồi. Vâng ạ. Ui dồi. Bao nhiêu nợ nần là đổ dồn trên vai của anh trai của em Thuận đấy cô bác. Thật sự mà nói thì cũng khá là thương em ấy, vì bây giờ cái gia đình của em như thế, không phải là em ấy chơi bời gì thì em ấy nợ, là chính vì những cái hoàn cảnh bắt buộc đấy. Bây giờ bố mẹ mất hết, và khi mà bố mẹ mất rồi để lại một khoản nợ cho em đấy, khi mà mất xong là chuyển đứng tên cho em luôn, là bên nhà bên bên ngân hàng là chuyển đứng tên của em ấy đúng không? Vâng ạ. Ừ. Bây giờ 50 triệu ngân hàng cộng với lại 20 triệu mà em vay ở ngoài làm đám tang cho bà nữa, cho bố mẹ của em nữa này cô bác. Bây giờ cái gánh nặng của em là ở nhà nuôi em gái của mình này, sau đó thì còn phải nợ một cái khoản nợ rất là lớn nữa. Bây giờ em gái chưa lớn, chưa trưởng thành đấy, thì em anh trai của Thuận cũng không thể mà đi đâu đi làm được đấy cô bác. Ôi dồi. Rồi thế thì bây giờ hai anh em ăn cơm đi. Vâng ạ. À, em mời các cô các bác con các bà ăn cơm đi. Vâng, em mời các cô bác con các bà ăn cơm ạ. Rồi nào Thuận, nào Thuận mời các ông các bà ăn cơm. À, con mời các ông các bà ăn cơm. Rồi, đấy, ngoan lắm, đấy, ăn đi. Đấy, trong cái bữa cơm của hai anh em thì chỉ có duy nhất món rau muống thôi các bác. Đấy, và một cái bát canh trắng như thế này này, một nồi cơm. Đấy, em Thuận thì ở nhà nấu cơm cho anh trai, còn anh trai thì đi làm, đến bây giờ mới về. Đấy, chập tối rồi, mới về các bác ạ. Cũng khi mà cháu Trình lên chia sẻ và hiểu biết về cái hoàn cảnh của hai em thì thực sự rất là thương cho em Thuận cũng như là anh trai của em Thuận. Bây giờ về phía em Thuận thì vẫn còn rất là nhỏ, tuy nhiên thì em ấy phải gánh vác rất là nhiều công việc như là ở nhà nấu cơm này, giặt giũ này, rửa bát, đấy, lấy củi là em ấy đều biết làm hết, như một người trưởng thành ấy các bác. Đấy, rất là giỏi, từ ở nhà biết nấu cơm để mà cho anh ăn. Còn anh trai của Thuận thì khi mà bố mẹ mất rồi để lại cho em ấy một khoản nợ rất là lớn, nợ 50 triệu bên ngân hàng. Đấy là cái khoản nợ đấy là bố mẹ của em Thuận là đi vay, xong là bây giờ đến đời em Thuận là em Thuận phải giả. Đấy, ở trên vùng quê như thế này thì không biết là đến bao giờ em Thuận mới có thể giả hết được cái khoản nợ đấy. Bây giờ cả ngoài nữa là lên đến 70 triệu rồi đúng không? Vâng. Ừ, đấy, 70 triệu. Thì bây giờ cái miếng ăn, cơm ăn áo mặc em ấy còn thiếu thốn khi mà nuôi cả em gái của mình nữa. Đấy, bây giờ đến thời điểm hiện tại vẫn còn chưa có đất để mà cấy lúa cơ các bác. Vẫn chưa cấy được tí nào cả. Đấy, miếng ăn manh áo hàng ngày vẫn còn phải lo, thì không biết là đến bao giờ em ấy mới có thể trả được hết cái
đóng nợ mà khi mà bố mẹ mất rồi để lại cho hai em nữa. Ôi dồi ôi. Một lần nữa thì cháu Trình cũng rất là mong quý bác anh chị sẽ đồng cảm với lại số phận của hai em, và có thể là trao những cái tình yêu thương đến với hai em nhỏ, để giúp hai em nhỏ trao những cái tình yêu thương đến với hai em đấy, để có thể giúp hai em có thể vượt qua cái số phận của mình. Còn nội dung của video đến đây thì cũng khá là dài rồi, cháu Trình cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây. Cảm ơn tất cả của các bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng Hoa Cà Vàng, cũng như là trao những tình cảm, tình yêu thương đến với tất cả những hoàn cảnh ở trên kênh của Hoa Cà Vàng. Xin chào và hẹn lại các bác. Nào Thuận nào, chào các ông các bà đi. Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Rồi, đấy em chào các ông các bà đi. Chào các ông các bà. Rồi, rồi.